bắt đầu một cuộc sống đơn giản. Các bạn thân mến, nếu bạn đang muốn sống đơn giản, có chút tối giản hơn hoặc là muốn quay lại những cái điều cơ bản trong cái hành trình đơn giản hóa cuộc sống, những cái bước nhỏ này sẽ giúp bạn tiến lên phía trước với ít căng thẳng và dễ dàng hơn đôi chút. Là một người mới bắt đầu thì bạn có thể đang tìm kiếm một cái quy trình chẳng hạn như là dọn dẹp tốt này, hoặc là động lực để sống đơn giản, giảm bớt cái sự lộn xộn và sở hữu ít đồ đạc hơn, chắc chắn là một trong những cái phần của cái hành trình tối giản, đơn giản. Nhưng nó thường là chỉ là khởi đầu của một sự thay đổi tư duy lớn hơn. Các bước khác có thể là bao gồm xem xét những cái gì bạn mua, thói quen, lịch trình hàng ngày của bạn như thế nào và nhận thấy cái sự dư thừa đấy xuất hiện ở đâu trong cuộc sống của bạn một cách tiêu cực. Hành trình tối giản của mình và cách mình sống một cuộc sống có ý nghĩa là thanh thản hơn. Đó là gì? Khi mà mặc dù thì mình đã tạo ra những cái thay đổi lớn trong cuộc sống trong vài năm trở lại đây thì nhưng đó là một cuộc phiêu lưu rất là chậm rãi, từng bước trong việc phát triển tư duy đơn giản hay là tối giản hơn. Mình không có một cái điểm đến cụ thể nào trong đầu cả, nhưng mình biết là mình muốn giảm cái căng thẳng và tạo thêm cho mình cái không gian để cảm thấy tốt và thực sự là hiện diện trong cái cuộc sống của mình nhiều hơn. Mình đã đơn giản hóa chế độ ăn uống này, đồ đạc này, nợ nần này, sức khỏe này, nhà cửa và lịch trình. Phải mất nhiều năm kể từ cái đợt Covid-19 bùng nổ đi, hàng trăm bước nhỏ và mình vẫn phải đang muốn tiến bộ, có thể thay đổi hàng ngày. Theo cái kinh nghiệm của bản thân ý, thì những cái thay đổi chậm sẽ bền vững hơn là thay đổi triệt để nhanh chóng. Mình có một gia đình, có con nhỏ và không muốn tạo ra một cái áp lực, một cuộc sống căng thẳng để tìm kiếm cái cuộc sống đơn giản theo cái dạng cực đoan hay là theo một cái sách vở nào đó. Mình muốn có thời gian để thử nghiệm, khám phá xem có thực sự đủ ý nghĩa tại một cái giai đoạn trong cuộc sống của mình. Loại bỏ đồ đạc và sở hữu ít thứ hơn không bao giờ là một cái mục tiêu của mình cả. Mình muốn hiểu, biết thêm này, điều gì quan trọng đối với mình trong cuộc sống của mình và tại sao mình lại tạo cái khoảng trống cho tâm hồn cũng như là vật chất. Điều đó thì cần có cái thời gian. Mình thì vẫn đang thử nghiệm và xác định thế nào mới là đủ để ngừng so sánh, tập trung vào bản thân nhiều hơn. Đó cũng là lý do mình viết rất là nhiều bài về phát triển bản thân này và quan tâm hơn đến vấn đề sức khỏe, tinh thần nữa trong đợt gần đây. Và mình không có điểm kết thúc trong tâm trí của mình. Mặc dù việc gọi bản thân là người theo chủ nghĩa đơn giản, có chút tối giản không thực sự quan trọng. Việc áp dụng cái tư duy của người theo chủ nghĩa tối giản hay đơn giản, đặc biệt là khi nói đến cái đồ đạc hay là chi tiêu ấy, thực sự có thể tạo ra cái sự khác biệt tích cực trong cuộc sống của bạn. Nếu bạn là người mới bắt đầu tối giản hoặc là đang ở một cái giai đoạn nào đó trên cái hành trình đơn giản hóa cuộc sống của mình thì hãy xem xét những cái bước nhỏ sau đây để bạn có thể bắt đầu một cách dễ dàng và trôi chảy hơn. Những mẹo này sẽ giúp ích trong các cái lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống của bạn. Và chúng ta bắt đầu nhé. Thứ nhất là viết ra lý do tại sao bạn muốn đơn giản hóa cuộc sống của mình. Lập danh sách tất cả những cái lý do mà bạn muốn sống đơn giản hơn. Nếu bạn chán nản với những cái người đòi nợ, hãy viết ra điên vì bạn không bao giờ có thời gian với con cái của bạn. Hay là viết những cái lời trách móc đau thương đó lên trên giấy, trên nhật ký này để giảm bớt sự bùng nổ trong đầu một cái mệt mỏi, vì cái mệt mỏi này, vì cái lo lắng này và căng thẳng khiến bạn mất ngủ. Viết những cái điều đó trên giấy, ví dụ như là bạn muốn sa thải nhân viên, bạn muốn bỏ việc công ty, hay là có thể là viết một cái điều gì đấy ra để bạn có một cái tâm trí ổn định hơn, để sàng lọc ra, viết ra những cái khúc mắc sẽ khiến tâm trạng bớt rối bời. Bạn có thể xem video về chủ đề này hoặc là bạn vào trang blog của mình, đó là viết hành trình để chữa lành tâm hồn. Thứ hai là gọi cho ai đó mà bạn đã không nói chuyện trong một cái thời gian dài. Sự lộn xộn không chỉ nằm trong tâm trí của chúng ta đâu. Nếu như là cái tâm trí của bạn cảm thấy sao nhãng, mất tập trung ấy, vì bạn đã không liên lạc với ai đó trong cuộc sống của mình một cái thời gian dài hay là ngắn đi chăng nữa, thì hãy nhắn tin hoặc gọi cho họ. Nếu bạn nghĩ rằng bạn không có thời gian, hãy xem xét bạn đã dành bao nhiêu thời gian để suy nghĩ về việc kết nối với người đó. Nếu những cái suy nghĩ đó đã gây sao nhãng, nó thực sự có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian để thực hiện một cái cuộc gọi hay là nhắn tin nhắn. Chưa kể có thể là tâm trạng của bạn sẽ nhẹ nhõm hơn khi có người có thể để chút bầu tâm sự với bạn.
Mình đã làm một video về buôn chuyện lợi ích hay tác hại và mình cũng sẽ để ở phần dưới mô tả. Thứ ba đó là loại bỏ những cái thứ lặp đi lặp lại mà bạn không bao giờ sử dụng, những cái bản sao hay là những cái copy, kiểm tra lại hàng loạt đồ đạc của bạn với một cái chiếc hộp, một chiếc túi bên cạnh để có thể bỏ đi những thứ mà bạn có nhiều hơn là hai chiếc. Nếu bạn có hai bộ quần áo tựa giống nhau về màu sắc hay là kiểu cách, hay là hai chiếc bàn chải, hãy đặt một cái vào hộp. Hai chiếc quần cùng kiểu mẫu bạn mua đợt giảm giá năm ngoái mà một chiếc thì bạn chưa bao giờ sử dụng tới đây, đặt một cái vào hộp. Hay là hai cái máy xay sinh tố công dụng tựa như nhau, hãy xem xét bạn thực sự cần cả hai. Khi bạn bỏ đầy hộp hoặc là túi, hãy dán nhãn là bản sao và đặt nó khuất khỏi tầm nhìn trong vòng 30 ngày. Nếu bạn không cần bất cứ thứ gì hoặc là không nhớ những cái thứ gì đã bỏ vào trong hộp trong túi thì hãy đem tặng này, giao bán này, quyên góp này, kiểm tra các cái ngăn tủ và ngăn kéo của bạn để tìm thêm các cái món đồ mà bạn mua rồi sau đó thì để đấy hoặc là dính bụi bao nhiêu năm bạn không dùng tới, bạn cũng có thể tìm thấy các cái bản sao khác trong các ngóc ngách khác của căn nhà của mình, ngoài sân vườn, dưới tầng hầm, trên nóc nhà. Thứ tư, tạo một cái khu vực không có sự lộn xộn. Khu vực này là có thể là bàn bếp này, bàn cạnh giường ngủ này, góc phòng này, hoặc là phòng khách này, ngăn kéo trong bếp của bạn này. Sử dụng cái khu vực không lộn xộn đó làm nguồn cảm hứng để sống với ít đồ đạc hơn. Nếu bạn thích cái môi trường sạch sẽ, thoáng mát, hãy mở rộng cái khu vực một chút mỗi ngày. Một mặt bàn làm việc này không lộn xộn có thể trở thành một cái căn phòng không lộn xộn và một cái nguồn cảm hứng cho bạn làm việc này. Một căn phòng không lộn xộn có thể trở thành một ngôi nhà tối giản không lộn xộn mà bạn hằng mơ ước. Riêng bàn ăn của nhà mình thì lúc nào cũng đầy ắp đồ chơi ra, nhưng mình đã phải căn dặn con của mình là hàng ngày là trên bàn ăn không được để đồ dùng cá nhân, đồ chơi, giấy tờ hay các thiết bị điện tử. Mỗi một món đồ đều có nơi ở và góc riêng của chúng. Bạn có thể sắp xếp các món đồ theo mục như là hộp điện tử, góc để thuốc, góc để túi, góc để cái đồ chơi của con. Thứ năm, đi du lịch nhẹ nhàng để truyền cảm hứng cho cái chủ nghĩa tối giản hay là đơn giản. Du lịch luôn hâm nóng cái tình yêu của mình đối với cái chủ nghĩa tối giản và sống đơn giản, cũng như là sống không có vật chất. Lần tới thì khi bạn đi du lịch ý, thì hãy mang ít đồ hơn bằng một nửa thời gian bạn đi du lịch. Nếu như bạn đi du lịch trong 4 ngày đi, thì hãy đóng gói trong 2 ngày thôi. Bạn có thể giặt và phơi quần áo nếu cần, hoặc là mặc một thứ 2 lần. Xem cảm giác mang ít hành lý, ít đồ hơn và chúi cái cảm giác như thế nào khi mà bạn bỏ đồ đạc hàng ngày của bạn tại nhà. Bạn có thể sống thiếu nó chứ, bạn hoàn toàn không bỏ lỡ điều gì. Bạn sẽ rất là ngạc nhiên khi mang ít đồ có thể tạo cho bạn cái cảm giác bớt mệt mỏi, căng thẳng. Khi mà phải chuẩn bị đóng hành lý này, cân hành lý này, sao cho phù hợp với cái tiêu chuẩn của hãng hàng bay, hãng hàng không này, bạn có thể sẽ mất thêm nhiều thời gian cho việc khác như là chuẩn bị quá nhiều thời gian cho vali hành lý thì bạn sẽ không có thời gian để lên lịch, để đi chơi chẳng hạn. Thứ sáu, đó là trải nghiệm sự đơn giản và cái thử nghiệm tủ quần áo capsule. Tủ quần áo capsule là gì? Bạn có thể bắt đầu trong cái tủ quần áo của mình bằng cách là tạo ra một tủ quần áo capsule sử dụng cái thử thách thời trang tối giản Project 333, là 33 món đồ trong 3 tháng, quần áo, giày dép, trang sức, phụ kiện. Đây là một trong những cái thí nghiệm mà mình đã đề cập trước đó ở trang blog của mình. Lợi ích của một thử thách hoặc thử nghiệm là bạn có thể nếm thử sự đơn giản mà không cần cam kết lớn hơn, là loại bỏ tất cả những cái thứ của mình. Đó là chỉ cho cái thử nghiệm cho chính bản thân mình thôi, là nó có phù hợp hay không. Nếu tủ quần áo capsule chưa dành cho bạn, hãy cân nhắc dọn dẹp tủ quần áo hoặc là theo cách khác, theo một cách mà bạn biết. Mình thì đang thực hành mua đồ second hand và chỉ mua khi mình thực sự cần và tránh mua theo bốc đồng, cộng thêm chọn những cái màu sắc trung tính sẽ dễ phối đồ hơn. Càng tối giản thì sẽ không mất nhiều thời gian chọn quần áo mỗi khi đi làm hoặc là đi dự tiệc, đi chơi, đi đâu đó. Bạn có thể tham khảo thêm video của mình về cái lối sống tối giản này, cũng như là bài viết về sang trọng không cần phô trương quần áo second hand. Mình sẽ để ở phần dưới mô tả. Thứ bảy, đó là ăn các bữa ăn đơn giản để giảm bớt cái sự mệt mỏi khi quyết định một cái việc gì đó như là mua sắm ăn gì vào ngày hôm nay. Điều này thì nghe có vẻ rất là ngớ ngẩn, nhưng nếu bạn cảm thấy choáng ngợp khi tự hỏi hàng ngày là tối nay ăn gì, hoặc là vật lộn để lên kế hoạch bữa ăn cho cả nhà, hãy cân nhắc ăn các bữa ăn đơn giản, dễ nấu, dễ mua đồ. Hãy thử ăn sáng và trưa giống giống nhau cả tuần đi, và có hai hoặc là ba lựa chọn
bữa tối luân phiên trong tuần, giữ một cái danh sách các bữa ăn phù hợp nhất với bạn và gia đình bạn, tất nhiên là phải ngon bổ rẻ nữa. Lập ra danh sách mỗi tuần những gì có trong thực đơn, bạn có thể luân phiên một bữa ăn mới mỗi tuần này và thay đổi theo mùa. Giữ cho cái quá trình này thực sự đơn giản và giúp bạn duy trì cái sự nhất quán ăn uống lành mạnh hơn và tiết kiệm tiền cho việc giao đồ ăn này vào phút cuối hoặc là mua sắm tạp hóa khi mà bị căng thẳng và đói. Mình cũng hay mua sắm bằng cách là đặt hàng online này, sẽ tiết kiệm việc đi lại nữa. Nếu mua đồ tươi ngon và đúng mùa thì mình hay đạp xe ra khu chợ ở gần nhà mình ấy, thì mình không muốn lang thang các cửa hàng trung tâm siêu thị hay các trung tâm mua sắm vì các cái khu chợ nữa, thì không mục đích gì cả vì không lên kế hoạch hoặc là danh sách cái trước thì bạn sẽ mua sắm bốc đồng và thiếu kiểm soát. Sau một vài tiếng đi bộ chẳng hạn ở trung tâm mua sắm thì bạn sẽ rất là đói và mệt mỏi, bạn sẽ ăn những cái món đồ mà không lành mạnh trên phố. Khi mua đồ thì mình cũng hay dùng cái app để scan kiểm tra các cái thành phần này có trong thực phẩm đấy và xác định được cái thực phẩm này có bổ đạt tiêu chuẩn hay không. Trên app thì cũng thường chấm điểm từ 1 đến 10 và mình cũng áp dụng với cả những cái đồ khác như là shampoo, dầu gội đầu. Thứ 8 là hoán đổi mua sắm để chăm sóc bản thân. Hoán đổi mua sắm ở đây là gì? Tức là mình là từng là một con nghiện mua sắm cho mọi sự kiện và rất là tùy hứng, bốc đồng theo cảm xúc. Và bây giờ khi cảm thấy bị căng thẳng, mệt mỏi hay là ốm yếu, thất vọng, depressed, buồn chán thì mình sẽ chăm sóc bản thân tốt hơn. Bằng cách nào? Có thể là cơ thể và bộ não của mình đang nói với mình rằng đến lúc là mình phải thay đổi, chứ không phải là đến lúc là chúng ta phải thêm vào giỏ hàng hay thêm vào cái tủ quần áo của mình một cái bộ quần áo nào mới. Khi mình không cảm thấy khỏe thì mình biết cơ thể mình không có thể nói là đừng mua sắm mà hãy chăm sóc cho bản thân đi. Đừng mua sắm tùy tiện, theo cảm xúc nữa. Hãy lập danh sách những cái thứ khác khiến bạn cảm thấy mình sẽ tốt và vui vẻ hơn, như là nói chuyện với bạn bè này, trải nghiệm một cái gì đó mới này, tập thể thao, xem phim, đi triển lãm, du lịch, thiền định. Khi bạn cảm thấy muốn mua sắm, hãy kiểm tra danh sách của bạn và thay mua sắm vào việc chăm sóc cho bản thân, chăm sóc cho gia đình. Danh sách như đã nhắc ở trên bao gồm như là đi dạo, gọi điện cho một người bạn, làm sinh tố, ngủ thêm một giờ, viết nhật ký, tắm, thiền, viết thiệp cảm ơn nữa. Thứ 9, bắt đầu một quỹ khẩn cấp nhỏ. Một quỹ khẩn cấp đơn giản hóa mọi thứ các bạn ạ. Nếu bạn đang trả nợ nhé, chi trả các cái khoản thanh toán từ nhỏ nhất cho đến khi bạn có thể tiết kiệm khoảng 1.000 đô la. Đấy là một cái con số mà mình đưa ra thôi, các bạn có thể thay đổi. Nếu các bạn cần cái số tiền đấy khẩn cấp thì hãy cố gắng tiết kiệm và dành tiền mỗi ngày hoặc mỗi tuần để có đến khi mà bạn có 1.000 đô để có thể tiết kiệm. Bạn có thể tham khảo thêm video 25 cách để tiêu tiền ít hơn hoặc là 10 cách để tiến tới tự do tài chính. Thứ 10 đó là điều cuối cùng, làm ít hơn. Khi bạn đang đo lường và được đo lường bằng các cái số lượng công việc mà bạn hoàn thành, nó không bao giờ là đủ cả. Bạn đánh mất bản thân để làm nhiều hơn, để ở lại công ty, để có thể làm overtime, vì bạn quên mất cái cảm giác của chính mình. Bạn là ai? Bạn muốn gì? Cái văn hóa năng suất hối hả sẽ kêu gọi bạn làm nhiều hơn nữa. Nó sẽ khiến bạn tin rằng nếu bạn có thể làm được nhiều hơn một chút, hoàn thành thêm một chút nữa, một cái việc gì nữa, và chỉ cần phớt lờ những cái gì bạn biết về bản thân, nhu cầu của chính mình, thì bạn sẽ hạnh phúc hơn, được yêu thương hơn, thành công hơn, giàu có hơn, nhiều tiền hơn. Thật không may, kiệt sức và bệnh tật là một cái phản ứng phổ biến đối với năng suất và văn hóa hối hả. Làm và làm nhiều thứ hơn không làm cho bạn trở thành một người tốt hơn, nó làm cho bạn trở thành một người mệt mỏi, kiệt sức. Đã đến lúc nghỉ ngơi, hồi phục, đổi mới và trở lại với chính con người bạn. Một bước nhỏ trong việc làm ít hơn có thể là nói không với một lời mời mà bạn không quan tâm, hoặc là hủy một cuộc hẹn để bạn có một chút thời gian nghỉ ngơi cho chính mình vào cuối tuần. Hãy theo dõi video về vấn đề sức khỏe tinh thần này, đó là cháy sạch kiệt sức, mình sẽ để ở phần dưới mô tả. Các bạn ơi, đây chỉ là 10 bước nhỏ mình đã tổng hợp lại, hy vọng nó sẽ giúp ích cho bạn trong hành trình sống đơn giản cũng như là tối giản của mình nhé. Chúc các bạn thành công, hãy sống đơn giản. Và nếu như các bạn like cái video của mình hay là có bình luận gì thì các bạn nhớ chia sẻ nhé. Mình sẽ rất rất là hạnh phúc nếu như các bạn có thể subscribe cũng như like kênh video của mình. Xin chân thành cảm ơn một lần nữa và hẹn gặp lại.